Hello, xin chào các bạn. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người hát ca khúc Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng. Hát làm sao cho thật là hay, thật là tình cảm. Ok, vô nha. Bài hát này thì mình hát với cái tông La thằng thứ. Rồi. Cũng khá là dễ hát chứ không khó đâu. Nên các bạn có thể hát theo nha. Đây là tông của nam. Nên các bạn nữ thì mình nghiên cứu kiến thức thôi. Còn mấy cái nốt cao thì các bạn có thể hát gió theo, hoặc là hát thấp xuống. Ok, mình đi vào thực hành luôn để cho các bạn hiểu ha. Mình không có vòng vo nhiều mất thời gian. Ok, mình sẽ hát thử một câu nha. Ai tìm ai trên phố vắng, ngược lối cơn mưa chiều sáng sáng. Ai tìm ai dưới chân, nghiêng bóng ngó dài vắng vắng. Đó, bây giờ cái mình đầu tiên là mình phải lấy hơi, và thứ hai là sau đó mình đưa cái sự, cái tình cảm của mình nói là cái sự, cái tâm sự hoặc là cái sự nức nở của mình vào trong cái câu hát thử nha. Đầu tiên là lấy hơi cho nó đủ. Đầu câu là lấy hơi nha, mình sẽ làm từ từ, làm chậm trước để cho các bạn có thói quen trước đó ha. Rồi lấy hơi. Xong rồi đặt, bước thứ hai đó là đặt cái tâm sự vô trong cái hơi đó, và theo cái tâm sự đó, theo cái câu hát đó, theo cái hơi đó, thả ra ngoài. Ai tìm ai trên phố vắng. Ok không? Ai... Đó, đặt cái tâm sự đó vào trong cái câu hát 2, 3. Ai tìm ai trên phố vắng. Rồi tiếp tục lấy hơi tiếp nha. Ngược lối cơn mưa chiều sáng sáng. Ok, mình lấy hơi đúng chỗ, lấy hơi đủ thôi. Cái câu này mình chia thành hai đoạn như vậy để cho nó có tâm trạng một chút. 2, 3. Làm lại nha. Lấy hơi, tâm trạng, thả nó ra. Ai tìm ai trên phố vắng. Lấy hơi, tâm trạng, ngược lối cơn mưa chịu dâng dâng. Tiếp tục. Lấy hơi, tâm trạng. Ai tìm ai dưới chân. Lấy hơi, tâm trạng, nghiêng bóng ngó dài vắng vắng. Lấy hơi, tâm trạng. Ai đặt tên cho ký ức. Lấy hơi, tâm trạng. Là nỗi đau của ngày hôm qua. Lấy hơi và tâm trạng. Ai đặt tên chúng ta. Lấy hơi, tâm trạng. Là người là. Rất rất dễ dàng để chúng ta có được một cái câu hát vừa có hơi, vừa có tâm trạng, vừa có cảm xúc, và nghe cái câu hát của nó mềm, nó hay hơn. Chúng ta làm lại một lần nữa nha. Ai tìm ai trên phố vắng. Lấy hơi, tâm trạng. Ngược lối cơn mưa chiều sáng sáng. Lấy hơi, tâm trạng. Ai tìm ai dưới chân. Lấy hơi, tâm trạng. Nghiêng bóng ngó dài vắng vắng. Lấy hơi và tâm trạng. Ai đặt tên cho ký ức. Lấy hơi và tâm trạng. Là nỗi đau của ngày hôm qua. Lấy hơi và tâm trạng. Ai đặt tên chúng ta. Lấy hơi và tâm trạng. Là người là. Cứ như vậy, cứ một đoạn nhỏ rồi tiếp tục, một đoạn nhỏ rồi tiếp tục, các bạn làm theo nha. Lấy hơi và tâm trạng. Có phải đêm qua thức trắng. Lấy hơi và tâm trạng. Để gỡ con tim làm hơi ngăn. Lấy hơi và tâm trạng. Ngăn phải ôm nỗi đau, còn ngàn trái chưa hàn nhiệm màu. Ở đây mình có thể chia thành hai phần, nhưng mà thường là mình sẽ hát luôn một đoạn nha. Mình thử nha.
lấy hơi tâm trạng, lấy hơi cho đủ hai câu nha. Không phải ôm nỗi đau, còn ngàn trái chưa hết nhiệm màu. Một câu luôn, một câu luôn, một là một hơi nha. Làm lại một lần nữa nha. Hai, ba, lấy hơi tâm trạng. Ngăn phải ôm nỗi đau, còn ngăn trái chưa hết nhiệm màu. Đó, chỗ này mình hát liền luôn, mình không có lấy giữa cũng được. Mình cứ hát liền câu này đi, nó sẽ hay hơn ha. Nó có cái sự thay đổi. Lấy hơi và tâm trạng. Kiếp sống mang đến làm quà của sâu. Lấy hơi và tâm trạng. Sợ mai kia sức phai hoa úa ao nhau. Lấy hơi và tâm trạng. Anh đợi em. Lấy hơi và tâm trạng. Anh chọn ngăn nỗi đau. Đó, các bạn chú ý những cái chỗ mà mình lấy hơi. Hãy cho nó đúng ha, mình làm lại một lần nữa nha. Lấy hơi và tâm trạng. Có phải đêm quá thức trắng. Lấy hơi và tâm trạng. Để ngỡ con tim làm hơi ngăn. Lấy hơi và tâm trạng, nguyên một câu nha. Ngăn phải ôm nỗi đau, còn ngăn trái chưa hết nhiệm màu. Lấy hơi và tâm trạng. Kiếp sáng mang đến làm quà cô dâu. Lấy hơi và tâm trạng. Sợ mai kia sương phai hoa úa ao nhau. Lấy hơi và tâm trạng. Anh đợi em. Lấy hơi và tâm trạng. Anh chọn ngăn nỗi đau. Không, nỗi đau là cảm giác nỗi đau. Từ khi mình đặt tâm trạng vô là cái giọng hát của mình nó cũng sẽ dây dứt, da diết. Ok, thì lúc đó nó sẽ có nhiều cái cảm xúc hơn. Ok, vào thần điệp khúc nha. Các bạn chú ý khi mà các bạn tập luyện, các bạn nhớ xem tới xem lui để hình thành cái thói quen lấy hơi cho nó đúng, cho nó đủ hơi. Và thứ hai là khi mình lấy hơi rồi thì mình phải đặt cái tâm trạng cảm xúc vào trong cái hơi của mình, cái hơi thở của mình. Thì lúc đó cái bài hát của mình nó trở nên có nhiều cảm xúc hơn. Ok ha, bây giờ mình sẽ vào phần điệp khúc nha. Lấy hơi và tâm trạng cứ giữ nguyên nha, đừng có nao núng mà mình phải gồng người nha. Lấy hơi và tâm trạng. Ngày hôm ấy em đi trong mưa, thế nhưng lại quên tim không khóa cửa. Cái này nguyên một câu nha. Ok, 2, 3. Lấy hơi cho đủ, cho đúng giọng và đặt tâm trạng vô. Ngày hôm ấy em đi trong mưa, thế nhưng lại quên tim không khóa cửa. Lấy hơi và tâm trạng. Để cho mưa lân la hỏi thăm, lên vào chậm đi khi ước trăm năm. Lấy hơi và tâm trạng. Ngày em đi theo cơn mưa ngâu, bầy chim lấp cánh khóc hoang tìm nhau. Lấy hơi và tâm trạng. Ai đồng ai đêm hết bao gió sâu. Đó, mình lấy hơi đúng chỗ, mình đặt cảm xúc đúng chỗ. Ở đây nó chỉ có một cái chỗ là bầy chim lặn cánh. Chút xíu mình sẽ quay lại xử lý cái chỗ đó nha. Hỏi mùa thu, lấy hơi và tâm trạng. Hỏi mùa thu đang du miên man, mỗi năm mùa rơi bao chiếc lá vàng. Một hơi, giống như hồi nãy nha. 2, 3, tiếp tục lấy hơi và tâm trạng. Liệu có biết ở nơi nào không, có là nào trông như lá diêu bông. Lấy hơi và tâm trạng. Hơi diêu bông ơi, hơi diêu bông, bình minh chưa hết tôi phải tìm sống. Lấy hơi và tâm trạng. Vì mai người ta đã đi lấy trông. Các bạn có nghe ra được cái cảm xúc không? Nó rất dễ dàng đưa được cái cảm xúc, cái tình cảm của bạn ra ngoài với một cái làn hơi mà nó được lấy đúng, lấy đủ, và nó có một cái sự tính toán ở trong đó. Và cái làn hơi đó thì đương nhiên mình hát nó sẽ dễ dàng hơn. Mình không bị mất hơi, mình không bị mất sức, và mình sẽ không bị căng thẳng khi hát đi những cái nốt cao. Thường á, là các bạn khi rơi vào điệp khúc á, là các bạn hay bị hoảng loạn những nốt cao. Và sau đây mình sẽ hát lại một lần nữa, và mình sẽ xử lý
những cái nốt cao nha, điệp khúc nè, đừng hoảng loạn, lấy hơi và lấy hơi cho đủ một câu dài và tâm trạng. Ngày hôm ấy em đi trong mưa, thế nhưng lại quên tim không khóa cửa. Thế nhưng cái cảm giác giống như đó, khi mình đặt tâm trạng vô là tự động cái chữ thế của mình nghe nó cũng tình cảm hơn, nó sướt mướt hơn. Thử một lần nữa nha, 2, 3 lấy hơi cho đủ tâm trạng. Ngày hôm ấy em đi trong mưa, thế nhưng lại quên tim không khóa cửa. Lấy hơi tâm trạng. Để cho mưa lăn la hỏi thăm, lên vào chậm đi khê ước trăm năm. Lấy hơi và tâm trạng. Ngày ấy em đi theo cơn mưa ngâu, bầy chim lá cái khóc hoang tìm nhau. Lấy hơi và tâm trạng. Ai đông ai đêm hết bao gió sâu. Đó, các bạn thấy khi mà rơi vào điệp khúc á, thì các bạn thấy mình phải lấy hơi nhiều hơn, giữ hơi tốt hơn và giữ cái sự bình tĩnh tốt hơn. Tại điệp khúc là thường là cái nốt cao, mà khi mà hát nốt cao thì chúng ta hay bị lo lắng, lo sợ. Chú ý nha, rồi mình sẽ hát lại cái câu có cái nốt cao này. Ngày em đi theo cơn mưa ngâu, bầy chim lá cái khóc hoang tìm nhau. Bây giờ cái chỗ này nó có hai cách. Nếu như các bạn lấy hơi chưa đủ thì các bạn sẽ chia thành hai phần ha, như thế này. Ngày em đi theo cơn mưa ngâu, lấy hơi. Bầy chim lá cái khóc hoang tìm nhau. Nếu các bạn lấy hơi chưa đủ, còn nếu mà ai tốt rồi thì lấy hai hơi, lấy một hơi thôi vẫn được nha. Mà ai mà hát tốt rồi thì hát như thế này. Ngày em đi theo cơn mưa ngâu, bầy chim lá cái khóc hoang tìm nhau. Đó là một hơi. Còn bây giờ mình lấy hai hơi là như thế này. Ngày em đi theo cơn mưa ngâu, bầy chim lá cái khóc hoang tìm nhau. Cái đó tùy theo mọi người như thế nào cảm thấy. Phần này hát cách nào cũng được, một trong hai cách nào cũng được nha. Và thứ hai là cái chữ cánh, bầy chim là cánh. Cái chữ cánh, cố gắng bây giờ mình mở cái khẩu hình ra chút xíu. Bầy chim lá cái, lá cái. Ok, mình sẽ mở khẩu hình rồi một chút để cho mình bật cái được, mình bật được cái âm thanh ra ngoài. Lá cái, lá cái, lá cái. Đó, mình bật được cái âm thanh ra ngoài ha. Bầy chim. Cái chữ chim là rất là dễ, là các bạn đóng âm nè. Bầy chim lá cái, lá cái. Đó, thì mình sẽ hát, mình mở cái khẩu hình ra. Lá cái, lá cái. Các bạn hát theo hai chữ này trước. Lá cái, lá cái. Rồi bắt đầu chúng ta gáp vô. Bầy chim lá cái, bầy chim lá cái. Đó, xong rồi chúng ta sẽ gáp nguyên câu. Lấy hơi. Mình sẽ hát hai hơi trước ha, để cho các bạn quen ha. Ngày em đi theo cơn mưa ngâu, bầy chim lá cái khóc hoang tìm nhau. Ok. Rồi lại lần nữa nha, hai hơi. Ngày em đi theo cơn mưa ngâu, bầy chim lá cái khóc hoang tìm nhau. Ok, bây giờ mình sẽ hát một hơi. Ngày em đi theo cơn mưa ngâu, bầy chim lá cái khóc hoang tìm nhau. Đó, bây giờ đưa cảm xúc vào hơi thở. 2, 3, lấy hơi cho đủ. Ngày em đi theo cơn mưa ngâu, bầy chim lá cái khóc hoang tìm nhau. Nó sẽ có cảm xúc hơn nha, lấy hơi cho đủ. Ai đông ai đêm hết bao gió sâu. Đó, cái câu sau nó cũng vậy. Mình sẽ hát lại nha, tiếp tục từ hỏi mùa thu. 2, 3. Lấy hơi cho đủ. Cảm xúc vô. Hỏi mùa thu đang dương miên man, mỗi năm mùa rơi bao chiếc lá vàng. Liệu có biết ở nơi nào không có là nào trông như lá diêu bông. Hỡi diêu bông ơi, hỡi diêu bông, bình minh chưa hé, ta phải tìm sống. Chữ hé như vậy,
mở khẩu hình ra một chút xíu để cho nó bật cái âm thanh ra. Hỡi siêu bóng ơi, hỡi siêu bóng, bình minh chưa hé, tôi phải tìm sống. Cái sự có cảm xúc vào nó sẽ có cái sự nức nở ha. Mấy hơi, vì mai người ta đã đi lấy chồng. Đó, các bạn sẽ có, nó chỉ khó khăn ở phần điệp khúc là nó ở cái phần cái câu thứ ba, cái câu thứ ba trong hai đoạn đó. Thì cái câu thứ ba chỗ ngày em đi hơi cơn mưa ngâu và hỡi dư bông ơi, hỡi dư bông, thì các bạn có thể lấy hai hơi hoặc lấy một hơi, tùy hát sao cũng được hết á. Nhưng mà cái chớ chú ý vào cái chữ là cánh hay là chưa hé, và hai cái chữ đó là cần phải mở khẩu hình ra. Chưa hé lạc cây, thì cái chữ lạc cánh là nó sẽ khó hát hơn, bởi vì chữ lạc cánh là âm đóng. Còn chưa hé, chưa hé là nó kết bằng âm A và âm E, thì nó cũng không phải gọi là quá đóng, đúng không? Đó, nên cái từ mà lạc cánh nó sẽ khó hơn. Nếu bạn tập được chữ lạc cánh thì chắc chắn là chữ chưa hé là các bạn sẽ hát được. Và sau đây là kết thúc của cái bài hướng dẫn ngày hôm nay. Đơn giản các bạn chú ý một điều, đó là nếu như các bạn cần hát một bài hát, muốn hát tốt các bạn phải tập hơi cho đúng và cho đủ theo những gì mình hướng dẫn ở trên đây. Và thứ hai là khi các bạn tập hơi xong rồi thì các bạn phải lập tức đưa cái hơi thở của mình vào trong cái cảm xúc, để rồi sau đó hai đứa đó nó ra ngoài, đẩy cái cảm xúc ra ngoài. Đừng chỉ tập hơi không và hát hơi không, thì lúc đó cái cảm xúc của mình nó sẽ không có, và lúc đó nó không tạo được cái niềm vui trong ca hát của mình. Chúc các bạn hát hay hơn với ca khúc Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng. Hẹn gặp lại với những video tiếp theo. Bye bye.